lộ về đại gia chi hơn 153 tỷ đồng mua ấn vàng hoàng đế chi bảo. Sở hữu một công ty bất động sản lớn nhưng ông Hồng sống khá kín tiếng. Ấn vàng hoàng đế chi bảo không phải là cổ vật đầu tiên ông Hồng mua từ nước ngoài về. Ông Nguyễn Thế Hồng, Giám đốc Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Chủ tịch Hội sưu tầm, nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc có dấu ấn đặc biệt trong hành trình hồi hương ấn vàng hoàng đế chi bảo. Ông là người đã chi số tiền hơn 6,1 triệu euro, khoảng hơn 153 tỷ đồng, mua lại ấn vàng từ hãng đấu gia Mulan, Pháp. Những ngày qua, sự kiện hồi hương ấn vàng hoàng đế chi bảo tiếp tục thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của các bộ, ban, ngành, cơ quan chuyên môn và Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mulan đã ký hợp đồng đàm phán để hoãn phiên đấu giá công khai và đồng ý cho vị doanh nhân Bắc Ninh ký kết hợp đồng mua lại ấn vàng. Ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông Nguyễn Thế Hồng mặc dù là Chủ tịch Hội sưu tầm, nghiên cứu cổ vật nhưng là một người khá kín tiếng. Ông có niềm đam mê lớn với các giá trị di sản văn hóa. Ấn vàng hoàng đế chi bảo không phải là cổ vật đầu tiên ông Hồng mua từ nước ngoài về. Trước đó, vị doanh nhân này đã nhiều lần sang nước ngoài đấu giá, đưa các cổ vật Việt quý hiếm về nước. Có lần ông Hồng sang Anh, có lần lại đấu giá trực tuyến từ Việt Nam. Một nguồn tin riêng của Dân Trí tiết lộ ngay trong lần ông Hồng sang Pháp thương lượng mua ấn vàng đã tham gia đấu giá một cổ vật khác của Việt Nam. Lần ấy, ngoài ấn vàng, hãng Mulan còn đưa ra đấu giá chiếc bát vàng của vua Khải Định. Sau nhiều lần nâng giá, cuối cùng còn hai người là ông Hồng và một người Việt khác đấu giá. Giá chốt cuối cùng gần 18 tỷ đồng thuộc về người Việt kia. Ông Hồng khá buồn và quyết tập trung nguồn lực vào hồi hương chiếc ấn vàng hoàng đế chi bảo, nguồn tin cho biết. Theo ông Đáp, ông Hồng là một trong số các đại gia kinh doanh bất động sản được nhiều người trong vùng biết tới. Sở hữu một công ty bất động sản lớn nhưng vị doanh nhân này sống khá kín tiếng. Ông Hồng thuộc tuýp người nói ít, làm nhiều, sống giản dị và tình cảm. Hai vợ chồng vị doanh nhân này thường giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, ông Đáp tiết lộ. Ngoài các hoạt động kinh doanh trong ngành bất động sản, ông Hồng dành nhiều tâm huyết cho việc sưu tập cổ vật. Luật di sản văn hóa ra đời năm 2001 mở ra cơ hội giao lưu cho giới chơi đồ cổ. Sở hữu hàng nghìn cổ vật có giá trị nhưng ông Hồng không giữ cho riêng mình. Ông thường phối hợp với bảo tàng tỉnh tham gia các chuyên đề trưng bày, các sự kiện văn hóa lớn để người dân có dịp chiêm ngưỡng những hiện vật quý giá, ông Đáp nói. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, trong quá trình trưng bày cổ vật nhân những dịp festival hay sự kiện trong tỉnh, ông Hồng thường cùng hội viên cho đấu giá cổ vật để dành tiền hỗ trợ trao tặng cho những nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, người yếu thế trong xã hội. Tại Bắc Ninh, ông Hồng là người đầu tiên đề nghị các cơ quan chuyên môn trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thành lập một bảo tàng ngoài công lập. Bảo tàng ra đời năm 2019, có tên là Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Thời điểm đó, thống kê sơ bộ, vị doanh nhân này đã sở hữu gần 4.000 hiện vật. Đến nay, con số này đã tăng lên khá nhiều. Các hiện vật lưu giữ rất đa dạng gồm đồ đồng, đồ gốm, đồ sứ của Việt Nam và một số nước khác. Một thành viên của Hội Cổ vật Bắc Ninh tiết lộ, quá trình sưu tầm, ông Hồng sở hữu được rất nhiều hiện vật quý. Sinh ra ở đất vua Lý nên ông đã khảo sát, mua về không ít đồ cổ thời Lý, Trần. Riêng hiện vật giai đoạn văn hóa Đông Sơn, ông sở hữu khá nhiều trống đồng và thạp đồng. Đặc biệt, chiếc thạp đồng văn hóa Đông Sơn trong bảo tàng của ông còn vừa được công nhận là bảo vật quốc gia đợt 11 năm 2022. Các hiện vật quý giá của ông Hồng hiện đang được trưng bày trang trọng trên tầng 4, tầng 5 thuộc công ty riêng của doanh nhân này. Để hướng tới nâng tầm giá trị các cổ vật và phục vụ cộng đồng, ông Hồng đang xây dựng và hoàn thiện bảo tàng để trưng bày cổ vật, giới thiệu cho khách tham quan trong nước và người nước ngoài. Hành trình đại gia Bắc Ninh chi hơn 153 tỷ đồng hồi hương ấn vàng. Sau nhiều nỗ lực, ông Nguyễn Thế Hồng, Chủ tịch Hội sưu tầm, nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc, chủ nhân Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, đã chi hơn 153 tỷ đồng, mua thành công ấn vàng Hoàng đế chi bảo. Ấn vàng Hoàng đế chi bảo sau khi hồi hương từ Pháp về Việt Nam đã được lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh của doanh nhân Nguyễn Thế Hồng từ ngày 18 tháng 11. Hợp đồng mua ấn được ký với nhà đấu giá hồi tháng 1 tại Pháp, trị giá 6,1 triệu euro, hơn 153 tỷ đồng. Ông Hồng sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt chiếc ấn, dự kiến trước Tết Nguyên đán 2024, ông Nguyễn Văn Đáp.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh trả lời phóng viên Dân trí ngày 21 tháng 11. Trước đó, chiều 16 tháng 11, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền cùng đại diện Bộ Công an Việt Nam và đại diện Bộ Ngoại giao Pháp, đại diện UNESCO đã chứng kiến buổi lễ chuyển giao ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo cho Việt Nam. Từ cuối tháng 11 năm 2022, Cục Di sản Văn hóa đã xin phép và ký kết thỏa thuận về việc đàm phán mua ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo từ Pháp đưa về Việt Nam và chuyển nhượng ấn vàng cho nhà nước với công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Theo đó, ông Hồng cam kết và bảo đảm ấn vàng sẽ chỉ chuyển giao cho nhà nước khi ông không còn nhu cầu sở hữu, trưng bày, phát huy giá trị tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Chi phí chuyển giao gồm chi phí trả cho việc thuê luật sư đàm phán, chi phí mua ấn vàng từ nhà đấu giá Mullen, Pháp bao gồm các loại thuế, phí liên quan, chi phí đưa ấn vàng về nước, chi phí hải quan, vận chuyển quốc tế. Ông Nguyễn Thế Hồng là ai? Được biết, ông Nguyễn Thế Hồng là doanh nhân ngành bất động sản thành đạt tại Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Sưu tầm, Nghiên cứu Cổ vật Kinh Bắc. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp giấy phép hoạt động cho Bảo tàng ngoài công lập Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng để hoạt động, trưng bày tài liệu, hiện vật sưu tầm theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Đáp cho biết vô cùng hạnh phúc và rất tự hào khi ông Hồng cùng phái đoàn từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao đã đàm phán và mua thành công ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, một bảo vật mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị của đất nước. Đây là dấu mốc lịch sử của ngành di sản văn hóa khi lần đầu tiên đàm phán thành công để hồi hương di sản cho đất nước. Điều này rất quan trọng và cũng là tiền đề giúp Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ trên trường quốc tế trong vấn đề hồi hương cổ vật trong tương lai, ông Đáp cho hay. Theo Phó Giám đốc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, trước mắt, ấn vàng khi về Việt Nam sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Tỉnh Bắc Ninh sẽ sớm đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đối với cổ vật này và đề nghị chủ sở hữu hiện vật có chế độ bảo quản đặc biệt cho ấn vàng khi về Việt Nam. Theo tìm hiểu, trước ông Hồng, một số doanh nhân hay những người chơi đồ cổ tại Bắc Ninh cũng từng mua, đấu giá cổ vật của Việt Nam trên thế giới. Nhiều người tham gia phiên đấu giá trực tuyến hay trực tiếp tại các nước như Anh, Pháp, Mỹ để hồi hương cổ vật. Đây là phong trào đã hình thành trong cộng đồng người đam mê sưu tầm cổ vật từ lâu trên hành trình tìm lại những báu vật quốc gia bị thất lạc ra nước ngoài, ông Đáp nói. Hành trình chi hơn 153 tỷ đồng hồi hương ấn vàng. Tháng 10 năm 2022, sau khi nắm được thông tin nhà đấu giá Mullen ở Paris, Pháp đưa lên sàn đấu giá hiện vật là chiếc ấn vàng của vua Minh Mạng Triều Nguyễn, ông Nguyễn Thế Hồng đã đăng ký tham dự phiên đấu giá này với mức phí đặt cọc 100.000 euro, khoảng 2,5 tỷ đồng. Cuối tháng 11 năm 2022, ông Hồng sang Pháp tham dự phiên đấu giá, chụp ảnh và thu thập thông tin ấn vàng. Nhà đấu giá Mullen chào bán ấn vàng với giá 2-3 triệu euro, 48-72 tỷ đồng. Trước tình hình này, ông Hồng suy tính nếu đấu giá sòng phẳng thì không thể mua được ấn vàng vì mức giá chốt phiên rất cao. Dù sản phẩm chưa lên sàn, nhưng đã có những người nước ngoài sẵn sàng đưa ra mức giá khởi điểm rất cao. Ông Hồng đã gọi điện tới Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nhờ báo cáo gấp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin được trình bày nguyện vọng. Bộ đã liên hệ với Bộ Ngoại giao, tìm cách hồi hương cổ vật, ông Đáp nói. Cùng lúc đó, hãng Mullen tạo điều kiện rời 10 ngày đấu giá để phía Việt Nam có thêm thời gian thương lượng.